A1953 là mọi người mã nè. Cái mã này nó nằm trên cục pin nha mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh của Hồng Vũ Center. Hôm nay là mình sẽ làm một video để giới thiệu với các bạn về cái vấn đề mà cung cấp và phân phối pin MacBook tại Hồng Vũ Center. Đây mình có đưa ra một số pin cơ bản ra cho mọi người xem thôi nha, nó có nhiều lắm. Mình đưa ra sơ sơ thôi, ví dụ như A1953 là mọi người mã nè. Cái mã này nó nằm trên cục pin nha mọi người. Ví dụ 1953 thì mình phải tra cái model nó bao nhiêu. Ví dụ một cái máy MacBook thì mình tra từ model đây nè. Ví dụ như cái này A1278 thì mình cũng nói thêm luôn, đây là những cái sản phẩm pin mình nhập khẩu đạt chuẩn A cộng từ nhà máy từ Thẩm Quyến. Đây là sản phẩm A cộng, đối tác thứ ba của Apple, có thể nói là zin linh kiện đó. Mình không nhập loại hàng linh kiện thì nó thấp hơn, giá nó rẻ hơn nhưng chất lượng nó kém hơn. Thì ở đây mình nhập tất cả các loại nha mọi người. Thì mình đây đưa ra một số vậy thôi, ví dụ như A1964 nè, vân vân, đây là A1618 vân vân, nhiều lắm. Này mình sẽ show ra một số sản phẩm cho mọi người xem về dịch vụ của mình. Thì ở đây pin Hồng Vũ Center thì mình nhập khẩu và phân phối thì mình bảo hành 6 tháng cho người dùng. Sản phẩm rất là chất lượng. Các bạn, mình mở ra một cái viên pin cho mọi người xem nha. Đây, cái sản phẩm chất lượng là gì mọi người xem nè. Nó có, đây nhìn kỹ đây ha, nó sẽ có mã vạch. Đây mã vạch đây, mã vạch nha mọi người. Nó có mã vạch, nó không có tem tiếc gì của tiếng Tàu, tiếng Ta gì hết. Mình đặt từ nhà máy, không có tiếng Tàu. Và sản phẩm A cộng chuẩn zin thì nó sẽ có mã vạch ở đây.